Chuyển sang tin thế giới, EU đã nhất trí thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga tại một cuộc họp không chính thức vào đêm qua. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần quân đội. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU cho biết, các bộ trưởng 27 nước thành viên đã nhất trí chuẩn bị gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào các cá nhân và các lĩnh vực trong nền kinh tế của Nga. Dự kiến là bộ trưởng EU sẽ nhóm họp chính thức vào giữa tháng 10 tới. Gói trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào thời điểm này. Các bộ trưởng EU cũng nhất trí tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.